Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hải Bằng Duy vì cuộc sống ở Nhật. Thì hôm nay thì mình không có việc làm, mình cũng đi vòng vòng nghe các bạn. Nhưng mà mình thấy cái này nó bên Nhật hay nè, mình sẽ quay lại để cho các bạn xem bên Nhật người ta phân loại rác như thế nào, người ta gọn gàng như thế nào. Mời các bạn cùng xem video của mình nhé. Đây là thùng rác nha các bạn. Thùng rác thường thường người ta làm như thế này để tránh quả. Bên này quả nhiều, quả sẽ cắp rác rồi xả lung tung ấy. Còn đây là thùng cà tông, người ta sẽ xếp gọn gàng như thế này. Mỗi tuần á, là có ngày nào hay mỗi tháng là có những ngày quy định, là có những cái loại rác quy định. Hôm nay là rác cạc tông nha các bạn, thùng cạc tông. Mình sẽ đi dài dài tới đầu kia cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy những cái thùng rác để được xếp dài dài chưa? Đây có cả chổi và kỳ hút rác nữa. Đây, những thùng cà tông được xếp gọn gàng và được để sẵn ở đây. Để sẵn ở đây tất cả các loại thùng cà tông luôn. Bên kia nữa rất là nhiều nữa các bạn. Bên Nhật người ta thường như vậy, kể cả cây cối hay gì người ta đều phải xếp gọn gàng bỏ bao. Đây nè, thùng rác đây, đây thùng rác nhìn giống cái chuồng chó. Mình sẽ tới đầu kia nè. Đây các bạn nhìn nha các bạn, đây là thùng cà tông, là sẽ bó từng bó như thế này, rất là gọn gàng và sạch sẽ. Rồi sẽ có người đi gom, sẽ có người đi gom rác như vậy. Phía bên kia hình như cũng có đầu này nữa, rất là nhiều ạ. Tùy theo khu phố và khu vực mà người ta sẽ có những cái thùng rác khác nhau. Đây sẽ có cùng khu rác khu vực. Đây nha các bạn, đây. À, mình sẽ chỉ cho các bạn cái này này. Đây đây, bạn thấy cái này không? Đây, nó phía trên này này. Đó, cái này là bỏ sai quy định nha các bạn, bỏ sai ngày, bỏ sai quy định, không phải cái này, nên nó sẽ dán cho bạn cái phiếu màu vàng này, của ai phải nhận, tự nhận lại và hôm sau phải để tới lấy. Đầu kia nữa, dài dài khu vực này phải, cũng phải có 20 cái thùng cái hôm rác được phân loại theo bỏ theo khu vực, theo ngày, theo túi rác màu, phải phân loại đầu nguồn chứ không phải giống mình muốn dục sao là dục đâu. Đây nè, đây các bạn thấy không, rất là đẹp đó. Ở chỗ này là người ta sẽ bỏ rác vào ngày thứ hai để chư du bì và một cư du bì thứ năm. À, người ta có ghi đây này các bạn. À, cái này là rác cháy được, là rác thì sử dụng hàng ngày các bạn. Cái này cũng là rác cháy được, rác sử dụng hàng ngày và là rác sử dụng hàng ngày. À, ngoài ra thứ năm á là còn có những cái mà cái mới chưa sử dụng, cái mới cái mà không sử dụng nữa này. Đấy, đó. Nhưng mà bắt buộc nha các bạn, rác
như giấy cà tông hay những cái thứ xảy ra phải gọn gàng như thế này nè, phải gọn gàng đó, phải gọn gàng, nó có hình nhện này đó, phải làm gọn gàng như vậy đó. Thấy các bạn thấy không, rất là gọn gàng. Đây mình sẽ cầm một cái cho các bạn coi, rất là gọn gàng luôn ạ, đúng không? Người ta gọi là phân loại rác từ mùa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Mình sẽ cố gắng làm những cái video cuộc sống như thế này, hàng ngày như thế này nhiều hơn. Đừng có hoa mặt trời đẹp chưa? Bạn thấy hoa mặt trời kìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nếu các bạn thấy hay á thì nhớ nhấn like video và nhớ đăng ký theo dõi. Khi đăng ký theo dõi các bạn nhớ là bấm cái chuông phía bên cạnh nha các bạn. Bấm cái chuông phía bên cạnh để khi mà có video lên các bạn có thể xem được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt các bạn.